Tại thành phố có bề dày về văn hóa, lịch sử và rất năng động là Hải Phòng cũng đã diễn ra lễ hội Hoa Phượng Đỏ với chủ đề Hải Phòng điểm đến thành công, thu hút nhiều sự quan tâm. Đây là năm thứ 8 Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Nhiều người dân thành phố cảng cảm nhận đây như là ngày Tết thứ hai của Hải Phòng. Nói về Hải Phòng là nói về cảng biển. Dấu mốc của sự phát triển này chính là việc thành lập cảng Hải Phòng từ năm 1874, trước cả sự thành lập của thành phố Hải Phòng vào năm 1888. Trong năm 2019, cảng nước sâu Tân Vũ Lạch Huyện đón tàu 11.923 TEU, trọng tải 132.000 tấn của Liên minh 3 hãng tàu Đài Loan, Trung Quốc và Singapore. Các tập đoàn hàng đầu thế giới như là LG, Brixton cùng các tập đoàn lớn trong nước như là Vingroup, Sun Group tiếp tục đến đầu tư tại thành phố này với những dự án hàng tỷ đô la Mỹ. Với lễ hội năm nay thì đầu tư một quy mô rất là tráng, đến với những người luôn luôn có cái cảm giác vâng lâm và luôn luôn muốn khắc tìm hiểu xem và xem sự lớn mạnh của quê hương mình, cũng như là xem cái bản sắc văn hóa. Đến với Hải Phòng, bạn bè trong nước và thế giới còn có dịp trải nghiệm những nét đặc trưng riêng có của đất và người nơi đây, đặc biệt là các công trình kiến trúc quý giá từ thời Pháp thuộc như nhà hát lớn, quán hoa, nhà kèn. Thành phố cảng cũng là nơi chính lần đón Bác Hồ về thăm. Cái cây hoa phượng, chính tên của nó là cây ba dặm, do người Pháp mang ở vùng Châu Phi về trồng ở Hải Phòng, trồng ở một số nơi, và nó đã tạo ra một cái sắc dấu ấn rất đẹp cho Hải Phòng. Hải Phòng tiếp tục được định hướng phát triển theo hướng thành phố phát triển tiêu biểu, ngang tầm với các thành phố phát triển khu vực châu Á.